Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc, một lễ hội mang đậm văn hóa của cư dân vùng đất Tây Nam Bộ, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Kinh trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với người Qua, Khmer, người Chăm. Năm 2014, lễ hội đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vào năm 2016, hoạt động này đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hàng năm, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam có trên 4,5 triệu lượt khách du lịch đến hành hương, dâng lễ, cúng bái, cũng như chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên của vùng đất Châu Đốc, An Giang. Năm 2024, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc diễn ra từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, nhằm ngày 15 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch. Lễ hội tiếp tục được tổ chức theo nghi thức truyền thống, nhưng về nội dung và hình thức được đầu tư nâng chất, huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng, nhân dân và du khách. Bản sắc văn hóa dân gian trong lễ hội được cộng đồng duy trì, thực hành, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc, khát vọng của người dân hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trong đó có các nghi lễ truyền thống như lễ phục hiện trước tượng bà và lễ hội đường phố ngày 22 tháng 4 âm lịch. Tổ chức trước tượng bà từ bệ đá bà Ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu bà. Lễ tắm bà lúc 24 giờ ngày 23 tháng 4 âm lịch. Lễ thỉnh xác ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu bà ngày 25 tháng 4 âm lịch. Lễ túc yết và xây chầu lúc 24 giờ ngày 25 tháng 4 âm lịch. Lễ chánh tế ngày 27 tháng 4 âm lịch. Lễ hội sắc đưa xác ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu bà về lăng mộ ngày 27 tháng 4 âm lịch. Thông qua các hoạt động lễ hội, thành phố Châu Đốc mong muốn quảng bá, giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế về tiềm năng, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, con người Châu Đốc và An Giang. Qua đó, thu hút đầu tư, khách tham quan đến với vùng đất Châu Đốc thân thiện và mến khách. Thì hiện nay, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch trong các cái nghi lễ, 7 cái nghi lễ đó chi tiết hết. Phân công phần việc của từng cái người có trách nhiệm cũng như cái nghi đứng cúng tế lễ, chánh tế, bồi tế, rồi sướng nội, sướng ngoại, rồi học trò lễ, đọc văn tế rồi đó. Thì chúng tôi đã, cái này đã giữ gìn cái bản sắc văn hóa cổ truyền của dân tộc hàng năm thì bất di bất dịch, không có thay đổi và từng bước sẽ có cái hoàn thiện hơn. Đặc biệt, năm nay, chương trình lễ khai hội, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam sẽ kết hợp lễ kỷ niệm 10 năm lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014-2024. Chương trình được tổ chức vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam. Cái sự chuẩn bị với cái tổ chức cái ngày khai hội rất là hoành tráng, uy nghiêm. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là cái tính cộng đồng của cái dân tộc rất là lớn. Các bà con thập phương ở bốn dân tộc chủ yếu là người Việt mình, người Hoa, người Khmer, người Chăm. Người ta cũng đi rồi cũng phối hợp như cái suốt cái ngày lễ khai hội là cái lễ hội đường phố đó. Rất là hoành tráng, trải dài trên 6.000 người mà đi theo cái tiếng trục bộ từ ở dưới chân núi lên trên đỉnh núi đi dài xuống miếu bà là cũng rất là khí thế. An Giang không chỉ nổi danh với lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam mang đậm văn hóa của cư dân vùng đất Tây Nam Bộ, nơi đây còn có danh lam thắng cảnh đẹp thu hút du khách bởi phong cảnh đặc sắc. Trong đó, một trong những điểm đến nổi tiếng là điểm du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư nằm trên địa bàn xã Giang Giáo, huyện Tịnh Biên. Đang là điểm du lịch cực hot mà du khách không thể bỏ qua khi đến với miền Tây. Đến đây, du khách sẽ được khám phá thế giới thiên nhiên hoang dã đầy sắc màu của rừng tràm ngập nước với nhiều loại động thực vật quý hiếm, chinh phục cây cầu tre xuyên rừng dài nhất Việt Nam, thả hồn mình trong một màu xanh yên bình của cây tràm, của trời, của mặt nước và của những thảm bèo nối dài dưới nước tạo nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn và bình yên. Điểm du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư gồm có hai cái không gian chính, đó là cái thiên nhiên khoảng 159 hecta và cái vùng công viên khoảng 20 hecta, là có đầu tư chỉnh trang để mà đón khách, là dạng như là cái
trồng thêm nhiều hoa để trang trí nở hoa để đón khách sắp tới, và bên trong rừng thì bơm nước để tạo cảnh quan đẹp và thả thêm bèo cám, bèo hoa dâu, thì đầu tư thêm những cái tiểu cảnh như ví dụ như cái nhà một cột mát, nghỉ mát cho khách, nghỉ mát có thể chụp hình để tự sướng được. Và bên đó những làm những cái xe mô tô bằng rơm, xe đạp bằng rơm, tạo những không khí mới và những cái tiểu cảnh mới để khách mà có thể vô vui chơi giải trí và có thể chụp ảnh là lưu niệm tại đây. Bên cạnh đó, điểm du lịch rừng tràm Trà Sư đang có nhiều chương trình khuyến mãi khởi động hè hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch. Thì ở đây cũng có những cái chương trình khuyến mãi cho học sinh, sinh viên với đối tượng khách hành hương. Học sinh, sinh viên thì giảm 50% giá vé vào cổng và tặng nước uống. Học nếu bé mà dưới 1m3 thì miễn phí, người già trên 70 tuổi thì cũng miễn phí. Rồi đối với khách đoàn, nếu mà ăn uống thì giảm 5%, học sinh viên thì giảm 10%. Cái thức ăn ăn uống bao gồm những món như là rất là dân dã ở đồng quê, hẳn như là cá lóc bún chui, gà quay lu, rồi tép đồng rồi xào với lại là bông lục bình, rồi trường bò hầm măng hay là bò xào lá giang, rồi lẩu mắm, những cái đặc sản của quê hương cũng phục vụ du khách, chứ tinh thần là phục vụ là chính, có giảm giá để tăng cái lượng khách đến Trà Sư nhiều hơn. Sở hữu tiềm năng và lợi thế vốn có từ phong cảnh thiên nhiên thơ mộng hữu tình, thời gian qua ngành du lịch An Giang cùng các khu điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch đặc biệt chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng làm mới các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh, dựa trên nền tảng bản sắc văn hóa độc đáo trong từng điểm đến, tạo điểm nhấn nổi bật, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.